Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Là một fan bóng đá đích thực, không lạ gì khi nghe đến cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Paris Saint-Germain, ngôi sao sáng nhất bóng đá Brazil hiện tại, Neymar. Những gì mà Neymar thể hiện trên sân đã cho thấy tại sao anh là một trong những cầu thủ có kỹ thuật hàng đầu thế giới và luôn là mối nguy hiểm với mọi đội bóng mà anh đối đầu. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức video về những pha bóng vô tình hạ nhục đối thủ của Neymar. Nhắc đến Neymar là nhắc đến những kỹ thuật chơi bóng đỉnh cao, những bàn thắng solo đẳng cấp mà không mấy cầu thủ trên thế giới thực hiện được. Và đây là một ví dụ. Pha bóng số 10 của PSG một mình xoay sở trong vòng vây có tới 7 cầu thủ áo trắng và tất cả đều bất lực khi không thể lấy bóng trong chân ngôi sao bên phía Paris Saint-Germain và đành ngậm ngùi nhìn lưới đội nhà rung lên. Neymar luôn là thế, là cầu thủ có lối chơi đậm chất kỹ thuật, luôn có thể tự tin đột phá hàng phòng ngự của bất kỳ đội bóng nào. Một pha sâu kim đẳng cấp loại bỏ Basalic và tiến thẳng vào trung lộ tung ra cú dứt điểm chéo góc. Đáng tiếc, cú dứt điểm lại đưa bóng chệch khung thành trong gang tấc. Không vào, lại là một pha bóng chệch cột dọc đầy đáng tiếc sau pha đột phá đầy táo bạo của Neymar. Cầu thủ người Brazil dường như đang nhảy múa với trái bóng trong vòng cấm trước một loạt các hậu vệ của Marseille và suýt chút nữa đó là một tuyệt phẩm trên sân vận động Velodrome. Loại bỏ một rồi đến hai cầu thủ vẫn là Neymar, nghệ sĩ chơi bóng tài ba đã đi bóng lắc léo bên cánh trái bằng những đường vê bóng bằng gầm giày cơ bản tạo ra cơ hội ngon ăn cho Luis Suarez. Đáng tiếc cú dứt điểm của cầu thủ người Uruguay là đưa bóng đi đúng vào cột dọc. Mỗi khi được chứng kiến Neymar chơi bóng, chúng ta luôn chờ đợi điều gì đó từ những pha bóng ngẫu hứng của anh. Và trong tình huống này cho thấy rõ hơn tất cả với một cú tạt vào vòng cấm kiểu Rabona đầy ngẫu hứng. Thiết thì đó là một pha bóng không mấy nguy hiểm đến khung thành bên phía Troyes. Nếu bạn là một cầu thủ chuyên nghiệp có cơ hội đối đầu với Neymar, thì cho dù bạn áp sát nhanh đến mức nào, cầu thủ người Brazil luôn luôn có mọi phương án để xử lý để vượt qua bạn. Điển hình trong pha bóng này là một pha áp sát rất nhanh của Jean Forest, nhưng kết quả là anh ta có một phen muối mặt khi bị vượt qua dễ dàng bởi pha xỏ háng tinh tế của siêu sao bên phía Paris Saint-Germain. Một tình huống tiếp bóng không phải bằng những bộ phận quen thuộc như đầu hay chân mà là bằng lưng và tiếp sau đó là cú lốp bóng nhẹ nhàng qua đầu Borrigoat khiến cầu thủ bên phía Rennes buộc phải phạm lỗi. Mọi hậu vệ trên thế giới đều rất e ngại khi được phân công nhiệm vụ theo kèm Neymar và có những cầu thủ đã phải trải qua cảm giác đầy bất lực giống như anh chàng hậu vệ trong tình huống này.
Một pha tưng bóng qua đầu theo hướng ngược với chiều di chuyển của hậu vệ đối phương đang ập vào, để rồi khiến anh chàng này mất trụ trượt ngã xuống sân. Tình huống diễn ra ở phút 11 của trận đấu giữa Paris Saint-Germain với Guingamp. Từ đường chuyền điểm rơi cực hay của Dani Alves, Neymar phá bẫy việt vị thông minh thoát xuống hãm bóng bằng ngực, rồi bình tĩnh khéo léo tân bóng qua Ikoko mở góc dứt điểm đánh bại thủ thành Kailot. Tưởng chừng như đó là một tình huống bóng không mấy gì nguy hiểm khi có số đông cầu thủ phòng ngự kín kẽ trước khung thành của thủ môn Pacheco Flores. Nhưng thật kinh ngạc trước những gì ngôi sao sinh năm 1992 biểu diễn, loại bỏ tới 4 cầu thủ của Alaves. Một tình huống khiến 4 anh chàng này trở thành những khán giả bất đắc dĩ cho màn độc diễn đỉnh cao của bậc thầy kỹ thuật người Brazil. Như vậy chúng ta vừa được thưởng thức lại những kỹ thuật bóng đá đỉnh cao của siêu sao bóng đá Neymar, tiền đạo xứ Samba với tố chất kỹ thuật khủng khiếp. Khi anh ra sân luôn là mối đe dọa đối với hàng thủ của các đội bóng, và những pha xử lý của cầu thủ này vô tình dìm các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu bạn thấy video thú vị, đừng quên ấn like, share và subscribe là động lực cho chúng mình ra tiếp những video mới hấp dẫn hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky.